Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolti, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 56.10, 14.2 và mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cũng như có phần livestream nữa. Hôm nay Thảo Yên hơi mệt cho nên xin nghỉ ở nhà. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị rất nhiều các bản tin đáng chú ý. Thế nhưng như thường lệ, đầu tiên là thời tiết trong ngày, trời sẽ ấm hơn. Và quý vị cũng biết, chúng ta đang ở giữa thu mà thôi, chưa vào mùa đông. Nhưng mà vì cái tình trạng khí hậu nó thay đổi cho nên ngay từ bắt đầu vào giữa thu chúng ta thấy có một vài ngày nhiệt độ xuống 40 mấy độ vào ban đêm. Thế nhưng từ bây giờ đến tuần tới, trong vòng 10 ngày tới, nhiệt độ sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Hôm nay là 66 độ thôi quý vị. Và sáng ngày hôm nay nếu quý vị ra ngoài sẽ thấy rằng nhiệt độ ấm hơn nhiều so với những ngày trước và ấm hơn 10 độ. 66 và buổi tối 50 độ, độ ẩm 67%. Tia UV, tia cực tím gây ảnh hưởng đến da của quý vị phụ nữ đó, 4/10. Mặt trời mọc lúc 6 giờ 21 phút sáng và lặn lúc 4 giờ 50 phút chiều. Và quý vị nhìn thấy trong những ngày tới, đặc biệt là Chủ nhật và thứ hai, Chủ nhật 77 độ và thứ hai 80 độ. Đây là nhiệt độ của Westminster để tính trung bình nhiệt độ gần biển cũng như nhiệt độ gần núi chia ra. Đi về hướng Bắc gần núi thì chúng ta sẽ thấy nóng hơn và đi về phía biển thì lạnh hơn. Đây là nhiệt độ trung bình ở giữa thành phố Westminster. Và tuần tới thì nhiệt độ sang tới cuối tuần tới thì bắt đầu xuống khoảng 66 độ. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi là nhiệt độ ấm áp hơn rất nhiều. Tình hình tài chính diễn biến ra sao thưa quý vị? Số công ăn việc làm cũng như đơn xin trợ cấp thất nghiệp rất quan trọng. Mỗi thứ năm, Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố các con số này để đo lường trong tuần lễ qua, một tháng qua, tình hình lao động nó diễn biến ra sao, số người xin trợ cấp thất nghiệp có tăng lên không, hoạt động kinh tế như thế nào, ảnh hưởng COVID-19 ra sao. Nước Mỹ vẫn đang ở trong vòng suy thoái vì số người xin trợ cấp thất nghiệp, số người thất nghiệp quá cao. Tuy nhiên, ngày hôm nay có tin khả quan hơn, lạc quan hơn. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ 709.000 vào tuần lễ vừa rồi. Trong khi đó, giới đầu tư thì dự đoán lên đến con số 740.000. Quý vị thấy đó là đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng. Một khi mà COVID-19 vẫn còn hiện hữu và ngày hôm nay các báo cáo về tình trạng lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là những tiểu bang mà chúng ta không nghĩ tới, North Dakota, South Dakota, tiểu bang xa xôi, ít dân như vậy, nhưng mà ngày hôm nay họ báo cáo số trường hợp lây nhiễm COVID-19 đã tăng hơn 60%. Con số
đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần lễ vừa qua là 757.000. Hôm nay chỉ còn 709 thôi, chúng ta giảm được gần 50.000. Tuy nhiên, đến giờ phút này, con số này chúng ta thấy cũng khủng hoảng quá phải không ạ? Hơn 21 triệu người Mỹ vẫn đang lãnh trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, họ nói đằng sau lưng đó là số người bắt đầu tìm được công ăn việc làm cũng được tăng. Vì thế, nói là hơn 21 triệu, nhưng mà mỗi tuần trôi qua khi quý vị thấy cái số đơn xin trợ cấp thất nghiệp này giảm đó, thì chẳng hạn như tuần lễ này chúng ta có 50.000 người đã tìm được việc làm. Thì hy vọng cái con số này sẽ tiếp tục di chuyển trên đường hướng tốt đẹp cho đến sang năm. Nói gì thì nói, thưa quý vị, vẫn phải chờ đến tháng 3 hoặc tháng 4. Như công ty Pfizer nói, nếu mọi thứ giấy tờ của cơ quan FDA chuẩn thuận đóng mộc đầy đủ hết rồi, họ chính thức được bán ra. Và công ty Pfizer cũng cho biết là họ sẽ bán với cái giá rẻ, chứ không có phải là lợi dụng cái thời cơ họ là công ty sản xuất thuốc chủng đầu tiên để bán giá thật đắt. Họ muốn cho tất cả trên thế giới này đều có thuốc chủng, thì đó cũng là một cái điều đáng khen ngợi. Đặc biệt là đối với công ty dược phẩm, họ đã bỏ bao nhiêu công sức, tiền của ra, và có nhiều công ty khác nữa. Cho nên họ sẽ đưa ra một cái giá, và bên phía Liên hiệp châu Âu ngay lập tức nói rằng một khi mà FDA chuẩn thuận, và ngay bây giờ thì công ty Pfizer xin được cấp giấy phép khẩn cấp. Và đó cũng là trong một trong những nỗ lực mà trong thời của Tổng thống Trump đó, ông đã đưa ra một cái chiến lược gọi là Warp Speed, thần tốc, để nhanh chóng nếu các công ty nào có khả năng chế tạo, họ sẽ xét tới tất cả các dữ kiện. Rồi sau đó, thay vì chờ đợi tới 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì bây giờ cái thời gian nó thậm chí nó chỉ còn một vài tháng. Thì Pfizer hy vọng là trong vài tuần lễ tới thôi họ có giấy phép, và hy vọng trong tuần tới nữa đó, thật là nhanh để mà cung cấp trong thời gian mà ở Washington DC này đang diễn ra cái thời kỳ chuyển tiếp chính phủ. Vì đó là một trong những cái tin vui. Tuy nhiên, giới đầu tư thì bởi vì họ thấy cái thị trường nó đã tăng mạnh khi mà Pfizer công bố 90% thuốc chủng của họ hữu hiệu, thì đó chỉ là trong giai đoạn đầu thôi. Giờ đây họ nhìn sang những cái hướng khác, thì thấy rằng với các con số mà COVID-19 tăng mạnh đó, giới đầu tư trong 2 ngày qua, từ hôm thứ Tư tới giờ, thị trường tăng mạnh trong ngày thứ Sáu, thứ Hai và thứ Ba. Thứ Ba lên tới cả ngàn điểm, quý vị cũng thấy. Nhưng mà sang ngày thứ Tư bắt đầu giảm, chỉ có vài chục điểm thôi. Thì sáng hôm nay có lúc xuống tới 120 mấy, 140 mấy điểm, bây giờ thì xuống khoảng gần 100 điểm. Vì lý do họ vẫn thấy cái tình trạng lây nhiễm ở nước Mỹ này quá cao. Chưa kể là con số tử vong theo các dữ kiện mô hình họ dự đoán trong thời gian tới lên tới con số khủng 400.000 người tử vong. Bây giờ chúng ta đã có hơn 235.000 người tử vong rồi. Con số theo cái mô hình của các viện nghiên cứu họ nói có khả năng lên tới 400.000 nếu không có thuốc chủng kịp thời từ bây giờ cho tới mùa xuân sang năm. Nasdaq thì ngược lại lên được 37. Nasdaq trong mấy ngày qua bởi vì cũng tụt giảm mạnh thì giờ đây lấy lại những cái điểm đã mất. Nói chung, tin tức về tài chính ngày hôm nay, các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghệ cao, Apple v.v., Google đại khái như vậy, thì không bị ảnh hưởng nhiều. S&P 500 xuống gần 5 điểm, Nikkei lên được 171 điểm, thị trường Nhật Bản tiếp tục thăng tiến, hàng hóa và hoạt động về COVID-19 không bị ảnh hưởng, Nhật Bản vẫn tiếp tục bán được hàng rất nhiều, và những sản phẩm made in Japan làm tại Nhật vẫn được thế giới ưa chuộng. Hồng Kông thì xuống 57 điểm, Thượng Hải xuống 3 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 0.919, xuống chút đỉnh mà thôi. Dầu lên 63 sen. Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị tin liên quan đến các tổ chức và các quốc gia trong khối OPEC công bố họ sẽ, một là giữ nguyên mức sản lượng sản xuất dầu đang ở mức thấp, và hai là quyết định sẽ cắt giảm lượng nữa, bởi vì họ thấy cái tình hình này do COVID-19, phần lớn các quốc gia trên thế giới giảm thiểu tiêu thụ dầu.
Đó là lý do khiến cho giá dầu từ lúc 35 đồng hôm nay là 42 đồng lẻ 8 xu, vàng lên được 16 đồng 70 sen, 1878 đồng 30 sen thưa quý vị. Đây là hình ảnh của Tổng thống Trump ngày hôm qua, lần đầu tiên trong vòng 6 ngày kể từ khi mà ông ghi nhận được cái kết quả bầu cử vào tối khuya thứ Bảy cho đến những ngày kế tiếp sau đó. Tổng thống Trump cùng với phu nhân Melania và các giới chức trong nội các của ông đã dành một ít phút để tưởng nhớ đến những người binh sĩ chiến binh Hoa Kỳ tử vong. Mặc dù ngày hôm qua là ngày chiến sĩ trận vong, ngày hôm qua là ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ chứ không phải chiến sĩ trận vong, cựu chiến binh Hoa Kỳ, đặc biệt là tri ân những người đã góp công bảo vệ đất nước mà hiện nay vẫn còn sống. Tuy nhiên, hình ảnh này cho thấy Tổng thống Trump khuôn mặt không được vui, bởi vì thứ nhất là cũng là trong cái việc mà tưởng niệm. Thứ hai là bên cạnh đó nhiều tin tức khác nữa, bởi vì sau khi mà đến đài tưởng niệm Arlington ở thủ đô Washington là ông cũng đã đưa lên những lời nhắn, thưa quý vị, liên quan đến những chiến thắng mà Tổng thống Trump vẫn tin tưởng. Không biết dựa trên những cái nguồn tin tức nào, hoặc là trong lòng Tổng thống Trump vẫn chưa có nguôi ngoai được cái kết quả thất trận của mình. Ông vẫn tin tưởng là với các nỗ lực hiện nay của luật sư, rồi bên Bộ Tư pháp nữa. Bởi vì chúng ta thấy ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr đã đề nghị cho các công tố viên mở các cuộc điều tra về tình hình gian lận phiếu bầu ở những tiểu bang nào có. Ông Phó Thống đốc Texas cũng công bố 1 triệu Mỹ Kim cho những ai cung cấp được các dữ kiện về gian lận phiếu bầu, vân vân. Thì tình hình của Tổng thống Trump trong tòa Bạch Ốc và tiến trình mà tìm cách kiện tụng liên quan đến phiếu bầu gian lận, kiểm phiếu sai sót như thế nào? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo của đài.